Có một cái câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn cái cách làm sao để chúng ta hóa giải cái tư duy tiêu cực. Có một bạn đó, bạn tên Tài, và bạn mới có 19 tuổi thôi, và bạn cũng giống như trong tất cả các gia đình khác á, là đều dạy cho con là ra kinh doanh khó lắm, đừng có nên ra kinh doanh, rất là nguy hiểm, trong khi cái con bé này nó còn đang đi học mà nó còn rất là trẻ. Tuy nhiên bạn có một cái nghề rất là thú vị, bạn đó là nghề thổi bong bóng các bạn không? Cái thổi bong bóng á, đi làm bong bóng cho trẻ em á, nó rất là thích, và bạn đang làm được việc cũng rất là tốt. Bạn đang làm được cái việc đó rất tốt mà bạn không có ra tiền, bố mẹ phải nuôi bạn để bạn kiếm sống. Thì khi mà bạn có dịp bạn đến một cái chương trình của mình đó, thì mình nói ô cái lĩnh vực em rất là tuyệt vời, tại sao em không ra kinh doanh nhỉ? Thì bạn mới nói hàng loạt ra những cái tiêu cực hồi nãy giờ mình nêu các bạn, nhưng ra điều này ba mẹ em nói khó lắm, ABC khó lắm. Thì mình kêu ok, thay vì khó bây giờ mình chỉ cho em một cái quy trình. Bây giờ mình hỏi khó cái gì, bạn nói là kinh doanh rất là nhiều đối thủ cạnh tranh. Mình nói đối thủ cạnh tranh của em là ai, thì bắt bạn ngồi bạn ghi ra. Tuy nhiên cuối cùng bạn ghi ra thì rõ ràng là bạn cũng chả thấy đối thủ cạnh tranh là ai. Vậy bây giờ bạn thấy bạn ừ thì lúc đầu em nghĩ vậy, nhưng mà tự nhiên thấy nó không có đối thủ cạnh tranh. Rồi bạn nói là ra kinh doanh nó khó lắm, mà nói là cụ thể khó gì, mà nói là bạn nói là khó em không biết ai là người sẽ mua cái dịch vụ của em. Cái mình nó hỏi tóm lại cái sản phẩm của em là phục vụ cho ai, nó là cho con nít. Mình hỏi là cái chỗ nào mà có mấy đứa con nít, em nó kêu là gần trường học. Ở chỗ nào nữa? Ở gần công viên có các khu trò chơi cho em. Chỗ chỗ nào nữa? Nó nói là đi những cái nơi nhà thờ rồi đó, người ta hay dẫn cho em đó, rồi mình làm gì đó, mình đứng trước đó các bạn, nhưng mà đi những cái công viên mình đứng trước đó, mình bày ra là sẽ có tự nhiên các bạn thấy không, có cái mình ghi rất rất rõ ràng và cái quy định rất là cụ thể gì á. Và thế là bạn Tài bạn về bạn làm theo đúng nó như vậy. Cứ mỗi sáng chủ nhật á, bạn biết không, bạn cứ ra những cái khu công viên mà có nhiều trẻ em chơi á, rồi bạn đứng bạn thổi, ok, bạn thổi bạn làm cái con bong bóng hình trái tim, cái hình mặt người, thì tự nhiên các bé trẻ em nó tới, và cứ một cái bong bóng mà bạn làm cho trẻ em nhé, có cái thì bạn lấy 15.000, có cái bạn lấy 20.000, 35.000. Và các bạn một buổi sáng á, trung bình bạn kiếm khoảng 4 đến 500 ngàn, và bạn thấy nó rất là thú vị. Và bạn về bạn nói là ok, em không ngờ là kiếm tiền nó về vậy vậy. Mình kêu là bắt đầu là em đã hiểu cái việc bán hàng rồi. Vậy bây giờ bước tiếp theo nữa là em phải nâng cao lên nữa, là biến cái việc bán hàng đó thành cái gì ạ? Thành một cái business của em, một cái công việc kinh doanh của em, là bằng cách bạn về bạn lập ra một cái thương hiệu là Tài Bong Bóng. Đăng ký thương hiệu thương quyền luôn, có cái logo, cái tên của bạn là Tài Bong Bóng, cái logo là hình cái bong bóng, và bạn lập một cái Facebook và một cái website, và bắt đầu bạn lan tỏa ra thì bắt đầu có khách hàng xuất hiện. Khách hàng mà các bạn biết là họ cái một số nhà khá giả đó, họ có con nít, và khi mà cái đứa con á họ sinh nhật á thì họ liên hệ với bạn Tài để gì tới làm trang trí hết bong bóng cho họ, rồi còn gì nữa. Rồi Tài đứng đó ngay cái buổi sinh nhật là Tài đứng đó, mỗi cái đứa con nít nó tới đó, mỗi đứa con nít nó tới, bạn bè của nhà chủ đó tới á, thì Tài đều làm cái bong bóng tặng cho họ. Và cứ mỗi một cái tiệc vậy á là tùy 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, tùy 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 theo cái order offer đó. Rồi xong cái đó là nó lan qua bên đám cưới nữa các bạn, người ta muốn trang trí cả một cái cọng đám cưới bằng bong bóng, rồi lan qua những công ty tổ chức sự kiện. Và các bạn biết chuyện gì xảy ra năm nay? Tài sau cái trong một năm thì năm nay Tài đã 20 tuổi rồi, và Tài sở hữu một cái business về bong bóng, giúp ba mẹ lúc xưa là cái người đi bán hàng ở ngoài lề đường á các bạn, và bây giờ phải về giúp Tài cái việc kinh doanh của Tài, tại vì kinh doanh của Tài nó rất là phát triển. Hiện tại thu nhập của bạn là kể cả gia đình luôn, tại hiện tại cả gia đình phụ bạn làm rồi. Thì thu nhập một tháng nó trung bình khoảng 5 đến 60 triệu các bạn thấy không ạ? Nó hình thành một cái business. Mãi những cái thời gian trước đó, năm 16 tuổi là bạn đã biết làm bong bóng rồi. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là ra kinh doanh khó lắm, thị trường khó lắm, đối thủ cạnh tranh, chúng ta cứ mãi rên rỉ chúng ta cứ mãi khó mà chúng ta không có lên một cái quy trình rất là chi tiết, rất là rõ rõ ràng để chúng ta hành động nó.